Dạ con xin chào cô chú, con chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú và cả nhà mình an lành và hạnh phúc. Cô chú coi bé đen nè, nó nghe con nói tên nó có nó dậy rồi. Trời ơi, sạp đó nó không ngủ. Sạp chủ nó chở nó không ngủ, nó chạy xuống đây á, nó ngủ không cô chú, chịu nổi nó không? Coi cái mặt nó kìa. Sao? Trầu ngủ xong dậy ngáp nữa hả? Nghỉ đây. 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 Nghỉ đứa con. Nghỉ đây. Ơi, ngủ dậy à hả? Mặt không vậy? Sẽ còn xe ke coi chú. Trời ơi, lông này mượt quá trời, mượt luôn chú ơi, lông bóng mượt à. Thôi vô chổng ngủ đi. Đi vô chổng ngủ đi. Chị hai biết vậy ha, không có kêu con dậy đâu. Khi con kêu tên nó dậy á. Sao? Ở chợ anh không ngủ. Thì chạy xuống đây ngủ hả? Ờ. Lông mượt lắm thôi chú. Lông mượt kinh khủng luôn. Nó ngủ vậy, nó làm nũng cô chú. Tự leo lên người con nằm luôn đó. Giờ mấy bữa thì ôm được chút xíu rồi chạy xuống. Hôm nay để đi nằm thả hai chân hai tay cho vậy. Biết thì giờ nó làm nũng với con lắm luôn á. Nó biết con với mẹ thương, nó làm nũng lắm. Con chưa bao giờ thấy một bé mèo nào mà khôn như em đen cô chú. Buổi sáng thì mở cửa ra chạy lại mừng với mẹ con, xong rồi ăn uống, xong rồi ngủ ở trong sạp, xong rồi ẵm vuốt ve cỡ nào cỡ cũng cho vuốt ve, nhưng mà tới lúc giờ ra về là không cho ai ẵm hết. Tại vì em biết là ẵm em là thế nào cũng sẽ đưa cho chủ em nhốt lại, nên em không có cho ẵm, cũng không ai ẵm được hết. Cả mẹ với con tới giờ đóng cửa là ẵm em mà em không cho em cắn lại. Cô chú coi bé bơ nó nằm mất nết rồi chú. Nó giờ nó giống như nó đi học yoga rồi, giờ cái tướng ngủ rồi, tướng ngồi nó dẻo nhẹo à. Ú bộ mặt quá, bây giờ anh chỗ bé bơ nằm đỡ đây, nằm ngã, nằm nghiêng vậy này. Cười chết nó rồi. Hôi mặt ngủ rồi cô chú. Giữ ở người. Bà ơi, ủ ơi, ăn này con. Đây. Bà ủ ơi, ăn này con. Ăn đây. Bà cũng vậy luôn. Bà ủ bà còn xây ke. Bà bơ bà tự giác. Ngoài thấy thịt gà với cái đó ăn ngay cái nào không? Bé bơ là nghe tiếng gõ nồi là gõ tô là nó lại à, cô chú. Nay Ú ơi, nay con mập quá nha Ú nha. Nha Ú. Nay con tròn luôn á Ú. Ăn no say xong mà ngủ. Chiều cho hai con cho mấy em ngủ đã rồi chiều con ẵm bé vàng lên cho mấy em hội tụ chơi chung. Để em vàng nó cũng sắp thiến rồi cô chú. Giờ nó nhẹ ngừng nó chơi được cái mấy em ngày nào hay ngày đó.
Dạ con ẵm bé vàng lên cho nó chơi, nó hưởng thụ, nó vui, nó chơi với mấy em trước khi nó bị thiến cô chú. Mà lên tới bà Ú bà dê quá trời. Cô chú coi chịu nổi Ú không? Cô của chú coi đó, nó dê vàng thôi chú. Bà tướng bà thì bự như nhồi vậy đó. Thao vàng. Vàng ơi, vàng đẹp trai ơi. Uống nó dê con ngoài kia uống. Còn cái chị này thì chỉ đang đang tắm thôi nhá, đang vệ sinh cho sạch sẽ. Tự nhiên cái nó đứng nó nhìn hai đứa kia giỡn. Ủa ơi, còn bớt dê vàng lại nha Ủa ơi. Con dê em quá con ơi. Trầu. Ở trên tay là toàn mấy em hot girl không à. Mà tiếc quá là mấy vàng mấy tiếng thôi cô chú. Ở nhà tại vì có bé lượm mua. Em lượm bệnh nên là rất là nguy hiểm. Để em vàng là lỡ nhiều lúc sơ ý rồi trường hợp đáng tiếc nó xảy ra thì nó thôi nhà con thí em vàng cho chắc. Vàng nó chui vô nó trốn bơ 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 lại khổ nữa rồi. Bé vàng giờ quên bé lượm rồi cô chú ơi, hết chơi với bé lượm rồi, bỏ bê mất kỳ luôn. Trời ơi đúng rồi, trời ơi con nó giỡn kìa. Hai con làm gì đó, bơ nó nhanh kìa, bơ vô gì cái thùng nó ngọt nó sập luôn. Bây giờ bơ ơi, nhí xong chạy xong kêu chơi đã xong lại đánh băng. Nuôi mấy em này là sướng, tụi nó sướng quá chú. Ăn xong rồi cái ngủ rồi nằm chơi, xong rồi bệnh hoạn rồi có người lo, nó sướng thiệt luôn quá chú ơi. Nuôi chú ấy không nó ăn rồi nó nằm rồi nó giỡn nó chơi thôi. Một ngày nó xoay quanh 365 ngày nó có bao nhiêu à. Còn bờ làm gì với bờ, của chú nó là chùm khóa luôn. Mấy cái thùng mà cạc tông giấy đó với lại mấy cái cuộn khăn giấy của con để trong phòng đó, con uống nó na là nó xé nó phá hết đó. Cô chú thấy rồi đó, nó xé vậy đó, cái thùng của ta đang làm đang đẹp nó xé ra cái gốm giống ai hết trơn. Rình ngay đó mà còn rình nữa cô chú. Coi những bé vàng nó phá đó cô chú, nó phá. Một chị thì nằm ở ngoài canh, chị đứng ở trên nhìn xuống, không biết có là dạng có gì mà nó có sức hút, ai cũng mê hết cô chú. Bé lượm mà từ một bé khó tính mà bé vàng nó cũng thuyết phục giờ chơi chung được. Con cũng ẵm bé lượm lên đây chơi mà bé lượm không có hòa hợp được với mấy em này, nó cứ gừ hoài, ẵm hai ba ngày nay vẫn gừ. Còn bé vàng là lại khác, mấy hai đứa này nó cũng vậy nữa, nó chơi với em vàng vô nó cũng không có gượng gì hết, hòa nhập dễ.
Thì chú thấy cái bụng mỡ của bé Ú không? Nó xệ xuống luôn. Ở trong đây là cái lồng, nhờ cái nữa em vàng thí xong rồi ba con sẽ để em ở trong đây, có thể là để em ở trên phòng của con luôn, để cho em nhìn là mấy em này để cho em khỏi buồn, với lại nó cũng đỡ đau nữa. Còn cỏ đó là con bứt ở ngoài con để chổng, bé nào cần ăn thì nó sẽ ăn, cho nó ói ra mấy cái lông ở trong người. Thôi ba ơi, không muốn chơi với em ạ. Vô chơi với em ơi, vô chơi với em ơi. Chầu ơi, bơ ơi, cái chỗ có chút xíu mà con cũng vô luôn hả bơ? Nó giỡn mà con làm thiệt hả? Ôi trời ơi, nó giỡn. Ủa ơi, vàng nó ngoại tình kìa con. Vàng nó ngoại tình kìa. Chạy vô. Đúng ơi. Dạ thì con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ cô chú và cả nhà thương con thì hãy cho con xin nút đăng ký và thả like, share để cho con có thêm nhiều động lực ra nhiều clip hay hơn nữa và tất cả các em. Sùng sùng tới giờ hai đứa nó sùng. Ủa rồi con xuống con lên đó lát nữa con chập chân nữa nha. Ủa nha nha Ủa vậy.